phát hiện đầu nậu chuyên cung cấp thực phẩm đông lạnh bẩn cho quán ăn tại Hà Nội. Gần 2 tháng nữa sẽ đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, lợi dụng thời điểm này, không ít gian thương đang tìm nhiều cách để kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho người tiêu dùng. Vừa qua, đội 4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 22, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện, xử lý một đầu nậu chuyên buôn bán, cung cấp nội tạng động vật, thực phẩm đông lạnh cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những sản phẩm ức vịt vốn đang được nhiều người ưa chuộng tìm mua trên thị trường hiện nay, với mức giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng trên kg. Thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đã xác định những sản phẩm này không đủ điều kiện làm thực phẩm kinh doanh buôn bán. Qua kiểm đếm, tổng số hàng thực phẩm đông lạnh bị thu giữ ước tính hơn 1 tấn. Dù là đầu nậu chuyên kinh doanh nội tạng động vật, thịt đông lạnh, nhưng cơ sở vẫn đang hoạt động chui vì chưa được cơ quan nào cấp giấy phép đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.